Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tranh tài chứ không tranh giành. Lệ Quyên vụn vỡ niềm tin vì chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Niềm tin vụn nát ở cuộc chơi này. Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ về chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mà cô đang tham gia. Thôi tôi lỡ ở đây rồi, cứ lợi dụng đi nếu ai đó cũng nữa cần. Tàn khốc quá, điều tôi không hình dung ra được. Giá như không có điều này thì cuộc chơi thật sự trọn vẹn lắm, Lệ Quyên chia sẻ. Ca sĩ Lệ Quyên cho rằng chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt giống như một chiếc kẹo rất đẹp. Khi bắt đầu tham gia chương trình, chị nhìn vỏ chiếc kẹo không chỉ đẹp mà còn rất ngon nữa. Theo ca sĩ Lệ Quyên, chương trình là một game show đúng nghĩa để kết nối và yêu thương nhau, không phải một cuộc thi hát. Tuy nhiên khi mở chiếc kẹo ra tôi thấy trong đó chỉ toàn là giấy thôi. Không đẹp đẽ, không chứa chan như tôi mơ ước, Lệ Quyên chia sẻ. Dù có nhiều chuyện xảy ra không như ý, nhưng với ca sĩ Lệ Quyên, lỗi duy nhất của tôi là hay nghĩ người khác cũng giống như mình. Tất nhiên có nhiều điều xảy ra, với cá nhân tôi thôi đã có nhiều chuyện xảy ra rồi, chứ đừng nói tập thể. Nhưng phần lớn đó là những cảm xúc tuyệt vời. Trong phần chia sẻ của mình, ca sĩ Lệ Quyên cũng nhắc đến một nhân vật khiến cô không vui. Dù cư dân mạng đồng loạt thắc mắc nhân vật đó là ai, nhưng ca sĩ Lệ Quyên tuyệt đối giữ im lặng. Người trong giới cũng đang đưa ra một số cái tên có liên quan và là nguyên nhân khiến Lệ Quyên thất vọng trong chương trình. Tuy nhiên, đây chỉ là những dự đoán cá nhân chưa được xác thực. Tất cả những gì khán giả thấy trên sân khấu là thật, sự vui vẻ, sự yêu thương là thật. Nhưng có những thứ không thật thì tôi đã hiểu ra. Tôi có một quan điểm đến mãi sau này không bao giờ thay đổi. Đó là chỉ cần mình đúng, chỉ sợ mình sai. Ngoài ra không hề quan trọng bởi tất cả mọi thứ rõ ràng. Nếu mà game over thì chúng ta trở lại với cuộc sống đời thực, trở lại với sân khấu thôi, Lệ Quyên bộc bạch. Những chia sẻ của ca sĩ Lệ Quyên gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Về phía ca sĩ Lệ Quyên từ chối nói thêm vụ việc. Nổi bật và cũng nhiều thị phi là những điều xoay quanh chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Chị đẹp bản Việt hiện nay, nhưng đằng sau là những điều lồ lộ, đó còn có những thứ khác. Chị đẹp với tình cảm nồng thắm. Dù Lệ Quyên có những phát ngôn gây tranh cãi, ồn ào nhưng cô vẫn khẳng định tình chị em ở chương trình là giúp cô có những tình bạn thật. Tất cả những gì mọi người nhìn trên sân khấu là thật, sự vui vẻ, sự yêu thương đó là thật. Ban tổ chức chương trình khẳng định không ai là con cờ ở Chị đẹp cả, mỗi người đều nhận được một giá trị riêng. Mới đây tại công diễn 3, mặc dù lượt bình chọn thua ly nhưng Diệp Lâm Anh không phục đàn em. Diệp Lâm Anh chia sẻ không muốn viết những lời này để bênh vực ly, mà đó là sự suy nghĩ thật của Diệp Lâm Anh. Khi một dancer có thể vỗ tay cho một dancer khác, một là cô ấy đang tỏ ra lịch sự, hai là thật sự yêu thích người kia. Một phần vì mê nhan sắc, sự nỗ lực của cô ấy, và phần khác quan trọng nhất, với Diệp Lâm Anh thì Ly xứng đáng nhận được vị trí số 1 sau màn trình diễn. Đây không phải là lời công nhận của chị đẹp đang chơi game show truyền hình, mà là một cô gái chơi hip hop gần chục năm qua, cực kỳ ghét thua cuộc và không bao giờ thỏa hiệp với những thứ không công bằng, nhưng luôn yêu thích những thứ xứng đáng đến với mình, cũng như đối thủ của mình. Phương Vy thừa nhận, dù là người của showbiz nhưng Vy lại không có bạn bè gì cả. Rất cô đơn, nhưng qua chị đẹp cô đã tìm kiếm được người bạn thật sự. Ca sĩ Lưu Hương Giang nói, nếu để chọn ra một người bạn đặc biệt trong chương trình, Vy là người mình sẽ chọn vì mối nhân duyên vô tình và cũng rất đặc biệt này. Vy trẻ con, trong sáng, ngọt ngào hay mau nước mắt, hơi ba phải tí nhưng cứ lên sân khấu thì lại vô cùng dữ dội và cảm giác ngọn lửa bên trong em lúc nào cũng rực lên, không bao giờ tắt. Mình yêu tất cả những gì thuộc về cô gái này. Chị đẹp vượt qua chính mình. Ca sĩ Thanh Ngọc tìm lại đam mê sân khấu từ Chị đẹp. Tôi cảm ơn từ tận đáy lòng đến tất cả những điều nhận được khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Một hành trình đầy kỷ niệm quý báu mà từ đó Ngọc đã học hỏi được thật nhiều và hoàn thiện bản thân trong chuyên môn, trong nghề nghiệp và cả trong cuộc sống. Còn với ca sĩ Mỹ Linh, nói tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mang lại cho cô những kỷ niệm không thể phai mờ. Ca sĩ Uyên Linh thừa nhận rằng khoảng thời gian tham gia Chị đẹp là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cô. Còn với Nguyên Hà, được khán giả đón nhận, một phiên bản khác của chính mình là niềm hạnh phúc vô bờ. Nguyên Hà được khán giả yêu thích hơn và đón nhận nồng nhiệt khi dám bứt phá bản thân, thử nhảy nhót khi hát. Tất cả những điều đó sẽ không có được nếu không đến với Chị Đẹp. Nhiều người cũng bất ngờ khi Mỹ Linh dám nhảy, Thu Phương làm khó mình khi vượt qua nỗi sợ đuối nước. Huyền Baby hoàn toàn khiến khán giả có cái nhìn khác khi hát và nhảy đều tốt. Lệ Quyên không còn đứng yên mà hát. Hồng Tử Quỳnh bước ra khỏi vùng an toàn và hình tượng ngọt ngào của bản thân. Tất cả những giá trị cá nhân đó tạo nên giá trị đáng xem cho show Chị Đẹp. Mỗi việc, mỗi nhân vật đều có hai mặt, chương trình truyền hình như Chị Đẹp cũng không ngoại lệ. Nếu gạt qua những điều không hài lòng, những chuyện hậu trường không đáng có, giá trị đọng lại sẽ cho người xem là tinh thần phấn đấu, không ngại khó, ngại khổ được lan tỏa. Như vậy, ở đó sẽ không có tranh giành, chỉ có tranh tài. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem một số hình ảnh trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.